Chào cả nhà đã đến với kênh Thư Gầm Vlog cả nhà ơi. Hôm nay cuối tuần em xin chúc cả nhà lúc nào cũng thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay cuối tuần gia đình em sẽ đi cắm trại nữa nha cả nhà. Ở Nhật Bản là người Nhật rất là thích đi cắm trại vào mùa lạnh, vào cuối tuần. Xem hay. Thì bây giờ em sẽ cho cả nhà xem. Bây giờ là đang làm bắp nè cả nhà, bắp gan á cả nhà. Đó, đó. Bắp nó đang nổ ra đó cả nhà. Nè. Và hiện tại mình cũng đang ở trên núi nha cả nhà. Đang đi cắm trại ở trên núi, nhưng mà hôm nay sẽ không có đem liều theo nha cả nhà. Chỉ có đem dụng cụ như dù nè cả nhà, và bàn và ghế với một số thức ăn để mình lên đây mình chơi và mình đốt lửa. Đốt lửa cả nhà. Nè. Để sưởi ấm á cả nhà. Xong rồi chơi xong rồi mình sẽ đi bộ ở trên núi, vòng vòng núi, xong rồi chiều mình sẽ đi về. Còn khi nào tuần nào mà rảnh thì mình sẽ thứ bảy mình sẽ đi sớm, rồi mình sẽ dựng lều, xong rồi thì gia đình mình sẽ ngủ lại một đêm, thì chủ nhật khoảng trưa mình mới về nha cả nhà. Còn hôm nay thì cuối tuần chủ nhật thì gia đình em chỉ có đi buổi sáng rồi chơi tới chiều rồi về, chứ không ngủ lại qua đêm nha cả nhà. Thì bây giờ hai cha con nó đang gần bắp. Wow, bị hư rồi, đen đen ôi đẹp. Đa dốt. Okay. Cái này hả? Xong. Bây giờ hơi gan xong rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ thử. Trời ơi, nó đang thui thù lùi rồi cả nhà ơi. Lần đầu tiên làm cái này. Tại vì hồi nãy nướng bằng cái than củi cả nhà, cái nó bị lủng cái lỗ nè. Trời ơi, đang thui thù lùi luôn. Ăn ở phía trên. Cầm được không? Được. Ăn đi. Ôi xì. Xạo ôi xì. Đắng đắng. Ừ, đắng đắng. Nếu mà nó không có bị khét thì nó sẽ ngon, hiểu không? Tại ba không có biết làm cái này nè. Ừ, cũng được hả, chứ không có ngon. Cứ rộp. Đồ. Cứ rộp nè. Nó hơi bị... Ê, ba ba, chút tột quá đấy. Thôi, không có được. Không, hết dầu rồi, hết bơ rồi. Nhưng mà ăn cũng được đó nha. Nó sẽ như thế này. Trời, nó đắng gì vậy. Nhưng mà cũng được. Nó là cái mùi giống như là mùi mùi mà cà phê, mà cà phê gan nó hơi bị ghét đó kìa. Giống giống cà phê hơi bị khác đó không con. Ừ, cũng được ha. Mẹ bỏ nguyên cái trái mà bơ ở cái bắp á, bỏ về. Nó cũng ngon. Ngon, nó hỏi bằng bắp rang á hả mẹ? Hồi đó giờ không, hồi đó giờ không có biết mà bắp gan mà cái vụ này á nè. Vụ gì? Làm gì nữa? Có nghĩa là để bắp vô. Xong rồi mình gan gì nữa? Không hiểu á. Không hiểu công thức làm thế nào á. Không, mày không hiểu luôn. Thì để cái bắp vô, để vô nắp, đỡ cái nắp lại. Rồi không rồi nó dễ chết. Rất là nhiều người Nhật lên đây để cắm trại. Giờ mình sẽ ăn rau câu. Đứa con nó này mở này ra. Ở Nhật Bản cũng có shop của Việt Nam. Ờ, có shop Việt Nam mà không có shop bán rau câu.
không có bán rau câu. Đi chơi nhưng lúc nào cũng phải đem cái bọc theo để đựng rác nha. Xong rồi đem về nhà. Đúng rồi. Này như vậy. Tuy là ra ngoài chơi nhưng mà không có được dục rác bừa bãi. Đây, để cho người ta xem. Đây, rau câu. Đây, rau câu nó sẽ như thế này. Nó sẽ như thế này. Cái này là em... Mẹ con tự làm. Em tự làm như thế nhà. Mua đâu. Về cái em mua cà phê với sữa về à. Em đổ rồi. Cái này làm cũng dễ thôi. Đây nó sẽ như thế này. Cho ba mẹ chồng ăn rất là... Mời mọi người ăn. Mời cô chú anh chị em. Nó đẹp lắm, nhìn nó đẹp lắm. Đẹp hả? Em đổ dạng sơn thủy á cả nhà. Sơn thủy là gì? Sơn thủy là cho nó hòa lại. Và không có ngọt không? Ngọt, ngọt ăn mới ngon. Con thích ăn ngọt. Đem lại đút cho ba ăn. Đang đốt lửa cả nhà. Ok. Đốt lửa sưởi ấm cả nhà. Rất là lạnh. Người Nhật rất là thích đi cắm trại vào mùa đông nha cả nhà. Ô, mùa đông lạnh chết. Họ sẽ đốt lửa ở Hàn Quốc và sưởi ấm. Lạnh mà là có du kia. Có. Có. Soda. Và sẽ đem thức ăn theo nha cả nhà. Đem thức ăn theo để làm đồ ăn và chơi ngoài trời luôn nha cả nhà. Bây giờ ông xã em sẽ chuẩn bị làm đồ ăn nữa nha cả nhà. Và đốt lửa. Ở phía trên của mình là xe người ta đậu rất là nhiều nha cả nhà. Trước mặt mình là những cây hoa anh đào. Mùa này là lá đã rụng hết nha cả nhà. Ok, mặc áo vô đi để lạnh á. Xe. Chú ý. Vậy, bây giờ mình sẽ xào bò ăn với rau. Cái gì vậy? ちょっと待って。あ、ちょっと待って。 まだ。まだ。 はい。ちゅわん。 Trời lạnh đang đồ nóng rất là ok nha cả nhà. Chậm chậm. Có đem theo trứng nha cả nhà. Một hồi nữa là. Không được. Chút xíu đi. Đựng trứng rất là tiện nha cả nhà. Để đem theo để dành cho để ăn đó cả nhà. Mà một chút nữa ăn trứng sống. Trứng bò mình sẽ nhúng vào với trứng nha cả nhà. Vậy vô cái hộp này cái trứng là để rất là khi đi chơi xa thì mình để gì nó sẽ không có bể. Rất là tiện lợi. Thấy cho mấy bạn chọn thấy trong đó. Hai bốp. Có chi sao. いただきます。大丈夫。bây giờ mình đây là trứng sống cả nhà, bắt đầu mình sẽ quậy ra. Quậy ra như gì nghe con cả nhà. Trứng Nhật Bản nhìn rất là đẹp luôn cả nhà. Mà nó béo, béo ngậy luôn. Quậy ra gì nghe cả nhà. Xong.
bỏ thịt vô, bỏ rau vô. Ngon. Ăn một cái. Ôi xì. Ôi xì đó. Ôi xì đẹp. Ăn vậy mới ngon. Xì hả? Đây, xíu mình xào bài tèo. Nhiku. Nhiku. ちょっと待って。ここ。水ここで。オッケー、オッケー。ちょっと待ったら水ここ。なんで水出てんねん。はい。なあ、びげんかにゃ。ちゃう。バーに日本は体操やってんか。 mát xa bởi vì ăn nó không có cứng như bò Việt Nam mà. Bò nó mềm mà nó có cứng đâu. Bò rất là mềm luôn. Thì người ta cho nó ăn nhiều thì nó khỏe, chắc ngon. Đúng không? Cứ thích ăn bò. Bà thích bò. Cái nhà mua bò về xong rồi. Mua bò cả nhà xào lại. Và bò nước, chất lượng như nước tương đó cả nhà. Xào lại nước tương rồi cả nhà ăn giống như gia đình của em. Ăn đập cái trứng bỏ đập vô. Cái trứng bỏ vô. Và lấy cái trứng. Rồi bắt đầu quậy. Rồi bắt đầu lấy thịt bỏ vô. Quậy cái gồng đỏ lên rồi bỏ thịt vô cái đó để ăn. Ừ, ngon nè. Ngon chưa? Ăn gì đó? Trời mà lạnh đó cả nhà, ăn đồ nóng thì rất là ok luôn. Ồ, ăn nóng rồi. Trứng công nhận béo. Con nó tamago. Nama de tabete no wa Vietnam no shito mezurashii na. Ông nói em đi về Việt Nam là ông không dám ăn trứng sống nữa cả nhà. Không muốn ăn trứng ở Việt Nam. Cô sao? Giả sai mà ta biết tiêu. Giả sai. Nói trứng ở Việt Nam không an toàn. Nó không có mà. Thôi hư. Ông nói lỡ gì ông ăn. Rồi ông bị ai chịu trách nhiệm cho ông. Ông nói ở Nhật Bản là an toàn. Người Nhật rất là thích đi cắm trại ở ngoài trời nha cả nhà, nhưng mà mùa lạnh nha cả nhà. Mùa hè là họ chỉ đi tắm thôi.
vô địch nha. Cái cây này. これ。うちで洗うかそこで洗ってる。B52 vậy. Ừ. Xì nè. Hai xì đây. Ừ. Hết tiền mà nạp nằm. Đem sách theo thu cơ học bài và vẽ e-mat là như tập sức đau đây phụ cơ e-mat eo eo mat eo mat 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 mat. Ăn là cảm nóng mà ăn ngon vậy các bạn, nhưng mà lạnh là ăn xong rồi bỏ hay của Sosama để start ăn xong rồi cả nhà. Cái bọc gác nhà em đây. Ăn xong rồi lúc nào cũng thủ cái bọc gác em bỏ vào đây. Xong rồi đem về nhà nha. Không mà ăn tiếp ơi. Thôi mẹ ăn nổi. Bọc gác. Cả nhà thấy ở đây là không có gác nè. Thấy không? Không được ta bé. Chỉ có là lá cây thôi nha cả nhà. Còn ngoài ra mà gác mà ở nhà gác mà mình ăn đồ thừa đó, giấy đồ đều bỏ vô trong bọc hết chứ mình không có dục ở ngoài này. Vì vậy người Nhật rất là ý thức cái này nha cả nhà. Cho nên mình cũng nên ý thức giống như người Nhật luôn. Thì ở nước Việt Nam của mình thì sẽ sạch sẽ và sẽ không bị ô nhiễm môi trường. Với cái thứ hai nữa là cá sẽ không có bị chết đó cả nhà.